Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Em là Hoàng. Và nếu bây giờ mà mọi người dùng một chiếc đầu giải mã trong một cái bộ dàn bất kỳ nào đấy thì mọi người sẽ sử dụng cái cổng tín hiệu nào là nhiều nhất? Thì đối với em thì em thấy rằng là thường thì chúng ta sẽ dùng đến cổng quang optical nhiều nhất trong một cái bộ dàn tầm trung. Đây là em đang nói với cái nhu cầu sử dụng là tầm trung thôi nhé. Ta sẽ phục vụ cho nhu cầu là kết nối nhạc trong cái cấu hình dàn gia đình này, cấu hình dàn phòng ngủ này, hay là một cấu hình bất kỳ trong một cái bộ dàn nào đó mà chúng ta có nhu cầu sử dụng âm thanh. Trước đây thì chúng ta hay dùng đầu đĩa CD, nhưng mà bây giờ thì cái nguồn đĩa nó cũng rất là khó khăn rồi. CD gốc bây giờ thì hầu như ai mà có thì sẽ giữ rất là kỹ, và nếu như mà chúng ta đi mua bên ngoài thì bây giờ rất là khó để có CD gốc, mà có mua được thì giá thành cũng rất là đắt. Đấy, nên là cái thứ hai nữa là cái việc mà bây giờ cái nhu cầu cái nguồn nhạc nó phát triển rồi, các cái dòng tivi bây giờ nó có thể kết nối mạng trực tiếp, dẫn đến là việc là chúng ta nghe nhạc mạng nó phổ biến hơn nhiều. Chỉ cần gõ là có nhạc rồi, nghe thích nghe bài nào thì bật bài đấy, nó không giới hạn về cái nguồn nhạc nữa. Nên bây giờ cái việc trải nghiệm nhạc số nó rất là tiện, dẫn đến là cái việc sử dụng một chiếc đầu giải mã cho cổng quang học optical là một cái gần như là đến 80-90% nhu cầu sử dụng chúng ta đều dùng đến cái cổng quang học này rồi. Và đây cũng là một cái cổng phổ biến nhất. Tuy nhiên thì em thấy là mọi người có một cái thiên hướng là thích cái sự chi tiết và thích âm thanh nó sạch sẽ và nó phải chuẩn chỉnh như đĩa, mà cái điều mà cổng optical này nó chưa làm được. Bởi vì không phải là đường truyền optical nó không tốt hay là vì gì cả, mà bởi vì là những nguồn nhạc mọi người nghe ở trên mạng ấy thì đấy không phải là cái nguồn nhạc chất lượng cao hoàn toàn. Nên là nhiều khi chúng ta sẽ khó mà có cái trải nghiệm nó hay như đĩa qua đầu giải mã được. Và điều mà giúp chúng ta có cái chất lượng âm thanh gần gần như đĩa nhất thì đó là chúng ta sẽ dùng một dạng là nhạc chất lượng cao cóp vào USB, sau đó cắm trực tiếp vào một chiếc đầu giải mã đấy để nó đọc dữ liệu. Thì đây cũng là một cách chơi mà mọi người rất là thích. Thích ở đây vì sao? Bởi vì thứ nhất là nó cho chúng ta tiếp cận được cái nguồn nhạc chất lượng cao mà nó dễ có hơn việc là chúng ta phải đi mua đĩa. Bây giờ một cái USB nó lưu trữ được mấy nghìn bài hát rồi. Đấy, nhạc cũng chất lượng cao, có thể là nó không thể nào tốt như CD gốc được, nhưng mà nó cũng là những cái bản chất lượng copy dung lượng rất là lớn, lớn hơn nhạc nén rất là nhiều. Nên là chúng ta nghe thì sẽ ví dụ như CD được 10 thì anh này cũng sẽ phải được 8 rưỡi đến 9, kiểu kiểu như vậy. Đấy, cái thứ hai là khi mà cắm như thế này thì nó tiện, nó lưu trữ được nhiều, không phải tháo ra tháo vào, thích bài nào chọn bài đấy. Đó, và cắm vào như vậy thì cái chất lượng nhạc nó tốt hơn nhạc mạng thì nghe nó rất là hay. Đấy, nó rất là dễ dàng và chúng ta có thể là hoàn toàn tiếp cận được. Nên là cái việc mà đầu giải mã cắm được USB trực tiếp mọi người cũng sẽ rất là thích, và cái nhu cầu này cũng là một cái nhu cầu mà cực kỳ là hot và cực kỳ là quan trọng đối với cái việc mà chúng ta chơi audio ở trong phân khúc tầm trung. Đây là em nói ở nhu cầu gia đình tầm trung thôi. Còn nếu như mà chúng ta cầu kỳ, chúng ta đòi hỏi chúng ta mua máy tính rồi chúng ta mua music server để chúng ta quản lý ổ cứng riêng thì đấy là một cái trải nghiệm nó mang thiên hướng nó chuyên nghiệp rồi. Hoặc là stream nhạc rồi thì cái đấy thì ta không bàn đến. Ta chỉ nói ở trong phân khúc tầm trung là hai cái cổng chủ yếu mà chúng ta dùng là optical, tức là cổng quang để cắm từ smart TV hay là cắm từ đầu bốc xuống đến bộ dàn qua giải mã. Hai là cắm trực tiếp USB vào để chúng ta nghe cái nguồn nhạc chất lượng cao. Có chăng thì thêm thì ta sẽ thi thoảng bắt kết nối điện thoại qua Bluetooth nữa. Đấy là những cái cổng kết nối thông dụng nhất trên một cái đầu giải mã rồi. Chính vì vậy nên là hôm nay em Hoàng sẽ chia sẻ cho mọi người hai mẫu đầu giải mã ở hai phân khúc khác nhau trong tầm trung này mà có thể đáp ứng được cho mọi người cái nhu cầu này và đem lại cho mọi người một cái trải nghiệm tốt nhất ở trong cái phân khúc này đối với hai mẫu đầu giải mã đấy, và chúng ta sẽ cùng tham khảo nhé. Đầu tiên thì em Hoàng sẽ giới thiệu đến mọi người một cái phân khúc trong tầm giá khoảng 2 triệu đồng. Đấy, để mọi người có thể là tham khảo thêm. Thì ta sẽ có mẫu Crown, một cái dòng đầu giải mã rất là hay. Ta sẽ có anh Crown. Và lát nữa thì em Hoàng sẽ test chất lượng âm thanh cho mọi người xem luôn, để chúng ta cảm nhận được cái khả năng tái tạo của anh Crown này. Thì dòng này thì em cũng có giới thiệu sơ qua mọi người trong cái video clip trước rồi. Thì bây giờ ta sẽ không nói nhiều đến cái phần liên mạch và linh kiện nữa. Đây ta chỉ nói đến là anh này có cổng quang này. Đấy, có cổng USB cắm trực tiếp để mọi người kết nối. Và anh này thì có một cái ưu điểm là anh này có thể là chơi cho chúng ta được khá là nhiều cái hiệu năng. Đấy, khá là nhiều hiệu năng, có Bluetooth nữa nhé. Nên là mọi người về có thể dùng rất là dễ, mà main mạch cũng cho chúng ta xem bên trong luôn linh kiện như thế nào.
Và đây là một dòng đầu giải mã 24 bit. So với một cái mức giá với cái ngoại hình đẹp như thế này, có chứng chỉ Hi-Res Audio mà giá của nó chỉ có là 2.150.000 đồng, mà lại đọc được USB trực tiếp và đọc được các file nhạc chất lượng cao lossless, gọi là nhạc lossless hiện tại. File nhạc là đuôi đĩa CD như là WAV này, hay là đuôi FLAC này, hoặc là đuôi FLAC hoặc là đuôi AAC chẳng hạn. Đấy, AIFF cũng có những cái file nhạc có thể đọc được. Đấy là một cái dòng đầu giải mã cũng rất là hay. Anh này ngoài ra thì có cổng quang để mọi người chơi từ TV. Đấy, có cổng coaxial, cổng USB. Đấy, rất là nhiều cổng. Và cái hay là có điều khiển luôn nhé mọi người. Điều khiển thì chúng ta có thể chọn bài, tăng giảm âm lượng. Đấy, rất là thú vị. Và một cái dòng đầu giải mã là Crowd D8U, là một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Đấy, bây giờ ta có thể tham khảo qua cái dòng này. Dòng này thì đọc cho chúng ta tối đa là dung lượng USB là 128GB. Và mới một cái USB 128GB thì mọi người có thể là lưu được cho em Hoàng là nó đâu đó khoảng độ là 2 đến 3.000 bài hát. 2 đến 3.000 bài hát thì mọi người tính ra, ví dụ một cái đĩa CD bây giờ ta lưu được khoảng độ 8 bài đi chẳng hạn, thì 10 cái đĩa CD mới là 80 bài, 100 cái đĩa CD mới là 800 bài hát. Vậy với cái dung lượng là 2.000 đến 3.000 bài hát thì sẽ bằng đâu đó khoảng 200 cái đĩa CD. Đấy, thì mọi người thấy là cái chất lượng lưu trữ nó tốt như thế nào, và ta có thể nghe nhạc chất lượng cao hoàn toàn, rất rất là tiện lợi và trải nghiệm vừa nhạc mạng vừa cắm USB trực tiếp. Đấy, còn cái việc là nhạc này lấy ở đâu thì mọi người đừng quá là lo lắng nhé, bởi vì khi mà đã chia sẻ cho mọi người như thế này rồi thì em Hoàng sẽ chịu trách nhiệm cho mọi người cái phần copy nhạc vào USB để chúng ta trải nghiệm cái nguồn nhạc chất lượng cao cực kỳ là tiện lợi chúng ta sử dụng những chiếc đầu giải mã này. Đấy, đấy là Crowd D8U đạt chứng chỉ Hi-Res Audio, là một đầu giải mã chất lượng âm thanh rất là mềm mại và sử dụng con chip là BCM1794, nên là âm thanh sẽ rất là hay khi ta nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình nhé mọi người. Đấy, ở trong phân khúc tầm trung này. Và cao cấp hơn một chút, nếu mọi người có một cái cấu hình bộ dàn tốt hơn chẳng hạn, một cấu hình bộ dàn tốt hơn mà chúng ta muốn sử dụng chất lượng âm thanh tốt hơn, thì mọi người có thể tham khảo mẫu Suka HB02, một dòng đầu giải mắt mới, một đồng dòng đầu giải mã mới được ra mắt cách đây vài ba tháng rồi nhé mọi người. Đấy, HB02 này, anh này thì không những là đọc USB 128GB mà anh này còn có cắm thẻ nhớ này, và đọc được cả ổ cứng rời nhé, ổ cứng rời luôn mọi người, dung lượng có thể lên đến 1T hoặc 2T. Đấy, thì ở định dạng FTS32 thì mọi người có thể là đọc ổ cứng 2T luôn nhé mọi người. Anh này thì chơi được cả DSD 512. Đấy, chơi được cả DSD 512, nên là mọi người cắm USB có nhạc 32 bit, cắm vào đây vẫn chạy ngon lành nhé mọi người. Đấy, không những là đọc nhạc 24 bit, những cái chuẩn 32 bit, DSD cắm vào vẫn chạy ngon lành. Ngoài ra thì anh này có cổng quang in, thì ta có thể là kết nối nguồn nhạc mạng từ TV xuống. Đấy, một cái trải nghiệm không thể thiếu được. Ngoài ra có Bluetooth thì ta bắt Bluetooth thôi. Chip Bluetooth của anh này cũng rất là cao cấp. Ngoài ra nếu mọi người có thể là dùng hai bộ dàn, hoặc là mọi người dùng trong bộ dàn karaoke, thì mọi người có thể đưa sang vang số bằng cổng AV này, hoặc nếu không thích thì đưa sang vang số hoặc đưa vào cục đẩy bằng cổng balun này. Đấy, còn nếu như không thích nữa thì lại đưa sang loa sao 3 bằng cổng optical, hoặc là đưa sang vang số bằng cổng optical hoặc cổng coaxial đều được nhé mọi người. Đấy, một cái dòng DAC cũng rất là vượt trội. Anh này thì sử dụng chip giải mã gì? Anh này dùng chip giải mã ERS của Mỹ 9038Q2M, một cái dòng chip mà rất là nổi tiếng, mà nằm trên những cái con DAC đầu bảng ở phân khúc tầm trung ấy, thì nó sẽ được trang bị con chip này. Thậm chí con chip này còn cao cấp hơn cả con chip 9018Q2K2M ở trên những chiếc đầu giải mã Pioneer của Nhật nhé mọi người. Hay là Cocktail X45 nó cũng chỉ dùng có 9018K2M thôi. Đấy là một cái vượt trội về chip giải mã. Một đầu giải mã mới ra mắt nên là đem cho chúng ta rất là nhiều cái hay. Thì nó cũng sẽ đọc USB trực tiếp. Đấy, bây giờ thì để mà làm rõ cái vấn đề này, hay là để cho mọi người có một chút cái sự cân nhắc, thì em Hoàng sẽ cắm USB trực tiếp vào, cho là cho hai cái thiết bị này chạy trên một cái bộ dàn cấu hình của em, để chúng ta cảm nhận cái khả năng tái tạo của hai cái dòng đầu giải mã này, để mọi người có thêm một chút cái sự cân nhắc nhé mọi người. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy được, và sau đó thì em sẽ báo giá với mọi người về hai cái sản phẩm này luôn, để chúng ta có thể cân nhắc. Đấy mọi người nhé, ở đây thì em Hoàng đã cắm USB trực tiếp có nhạc sẵn vào chiếc đầu giải mã D8U này rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm việc với chiếc đầu giải mã D8U này trước.
chúng ta sẽ cùng xem khả năng tái tạo của anh này đến đâu nhé, chất lượng có tốt hay không nhé mọi người. Đây chúng ta sẽ sử dụng điều khiển để bật tắt bài hát. Em xin phép là dừng nhạc nha mọi người. Bây giờ thì em Hoàng sẽ kết nối cái USB đấy vào chiếc đầu giải mã HB02 này để chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cái khả năng tái tạo của HB02 nhé mọi người. Đó, và sau khi đã bật nguồn HB02 thì thiết bị sẽ quét nhạc trong ổ cứng, và bây giờ sẽ có màn hình để chúng ta nhìn. Thì giờ chúng ta chỉ cần chọn bài hát thôi. Em Hoàng xin phép là dừng nhạc nha mọi người. Vừa rồi là chúng ta đã được trải nghiệm cái khả năng tái tạo rất là tuyệt của hai cái đầu giải mã cực kỳ đa năng ở trong cái phân khúc tầm trung này. Và nếu mọi người có những cái cảm nhận thiện cảm hay là chúng ta thích cái sản phẩm này thì mọi người hoàn toàn có thể là cân nhắc để đưa nó về và phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng trong bộ dàn của mình. Và đây là đầu giải mã Crown D8U. Sản phẩm này thì
Hiện tại tại cửa hàng Bảo Tín Audio đang có mức giá rất là tốt là 2.150.000 đồng. Và ngoài ra thì sản phẩm này em còn tặng cho mọi người một dây quang đi kèm của hãng là dây quang Crown, rất là chất lượng. Đấy, tặng kèm dây quang Crown và miễn phí vận chuyển cho mọi người, ngoài những cái phụ kiện đi kèm theo máy đến từ nhà sản xuất. Tiếp theo, với sản phẩm này thì sẽ có giá là 2.150, còn với sản phẩm Suka HB02 này, mọi người sẽ được sở hữu nó với cái mức giá cực kỳ là tốt là 4.500.000 đồng. Đấy, vì anh này có chip giải mã đời cao hơn, cấu hình mạch cũng tốt hơn một chút, nên là chúng ta sẽ có mức giá tốt hơn. Và sản phẩm này thì em Hoàng sẽ ưu tiên tặng kèm dây quang audio quét cho mọi người. Dây quang này thì nó sẽ tốt hơn một chút so với dây quang Crown của D8U. Thì mọi người hoàn toàn có thể là cân nhắc để sử dụng. Và hai sản phẩm này khi mọi người mua hàng sẽ được cam kết là hàng mới và hàng chính hãng 100%. Ngoài những cái phần quà đi kèm là dây quang này ra, thì nếu mọi người không thích quà tặng này, có thể đổi sang dây AV Karane của Nhật. Hoặc nếu mọi người cân nhắc một chút thì có thể là báo cụ thể với em là đổi sang phần quà gì. Đấy. Ngoài ra thì mọi người sẽ được hỗ trợ copy nhạc vào USB miễn phí 100%. Mọi người chỉ cần gửi USB hoặc ổ cứng lên, em sẽ copy miễn phí cho mọi người để mọi người về dùng rất là mượt mà với hai sản phẩm này. Đấy là cái ưu đãi khi mọi người mua hàng tại cửa hàng Bảo Tín Audio. Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian theo dõi video clip của em. Nếu mọi người có băn khoăn thắc mắc gì thì cứ liên hệ cho em Hoàng qua số điện thoại là 0826 110011. Em có để ở trên góc màn hình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.